Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FBNC. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên trang web đồng tiền thông minh fbnc.com hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh chào đón đến trường quay anh Trần Ngọc Tâm, là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Nam Á, để chúng ta có thể thảo luận một chút về vấn đề ngân hàng của Việt Nam trong năm 2014. Vâng, rất cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, như vậy thì một trong những cái điều các doanh nghiệp quan tâm đó là làm thế nào để tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng. Xin anh có thể chia sẻ thêm một chút, một cách cụ thể về cái cách mình chọn lựa cái đối tượng cho vay. Đối tượng cho vay của Ngân Nam Á, chúng tôi chọn lựa khách trên cơ sở có hai nguyên tắc. Thứ nhất là đối với các cái quy định về cho vay thì đương nhiên là các khách hàng là phải đảm bảo các quy định, thì có thể nói là những cái quy định theo quy định hiện nay của ngành nhà nước cũng như của ngành và đặc biệt là của ngành Nam Á, thì đó là có những cái đơn cử, thí dụ như là doanh nghiệp nó phải có cái đủ năng lực hành vi dân sự và pháp luật dân sự, và ngoài ra là phải có cái mục đích vay hợp pháp. Bên cạnh đó là có phương án vay khả thi, rồi hiệu quả phù hợp với pháp luật, và phải có năng lực tài chính. Bên cạnh đó thì cũng có những cái quy định riêng của ngành Nam Á, như là có những cái tham gia vốn cho cái khoản vay, cho cái dự án của mình là tối thiểu 20%. Đó là một trong những cái điều kiện theo quy định hiện nay. Nhưng tuy nhiên là cũng còn phải kể đến là Nam Á chúng tôi cũng tiếp cận đến một số doanh nghiệp dựa trên cái nhu cầu hiện tại của họ và đánh giá trong cái bối cảnh thực tế hiện nay. Ví dụ như là trong cái bối cảnh hiện nay thì các doanh nghiệp hiện nay đang rất khó khăn, và đặc biệt là đối với các cái loại hình xuất khẩu hiện nay rất khó khăn. Chúng tôi cũng nói là không phải là chúng ta là giảm cái chất lượng hoặc là giảm cái điều kiện cho vay. Đấy. Nhưng mà chúng ta đánh giá dựa trên cái tình hình thực tế và có một cái sự đồng cảm với doanh nghiệp. Đấy, thì cái mục tiêu của ngành mà chúng tôi là đi vào thực tế và tiếp cận với doanh nghiệp trong cái bối cảnh khó khăn hiện nay để tìm ra một cái giải pháp cho các doanh nghiệp nhỏ, các cái hộ cá thể kinh doanh và phù hợp với quy định hiện nay mà vẫn phải đảm bảo được các cái điều kiện cho vay của ngành nhà nước. Cụ thể thì các doanh nghiệp nhỏ, các hộ cá thể trong những lĩnh vực nào thì được anh ưu tiên nhắm đến? Hiện nay thì chủ trương của chúng tôi là đi vào các cái hộ cá thể kinh doanh, dịch vụ, mua bán, thương mại. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, thì chúng tôi tập trung vào các ngành nghề sản xuất, các cái sản phẩm về nông nghiệp nông thôn. Nông nghiệp nông thôn. Đấy. Chăn nuôi và các cái tỉnh mà chúng tôi đang có cái đơn vị, các cái chi nhánh ở các cái tỉnh thành như thế, thì chúng tôi tập trung cho vay các lĩnh vực này, sản xuất các cái mặt hàng mà từ nông thôn ra, từ nông nghiệp ra, từ nông sản ra, và các cái dịch vụ phát triển cho cái vùng nông thôn. Còn đối với các thành thị lớn thì chúng tôi tập trung các cái hộ nhỏ lẻ mua bán và sản xuất các cái hàng tiêu dùng nhanh. Đấy, thì đó là cái định hướng của chúng tôi. Với những cái hộ cá thể hoặc là doanh nghiệp nhỏ ở các tỉnh như anh vừa nói là làm trong lĩnh vực là chăn nuôi hoặc là trồng trọt hoặc là nông nghiệp nông thôn, thì cụ thể ở đây đối với Nam Á Bank thì các doanh nghiệp mà vay được vốn từ Nam Á Bank thì phần lớn đến từ các tỉnh nào? Hiện nay chúng tôi tập trung ở các cái tỉnh khu vực miền Trung và các cái tỉnh Đông Nam, Nam Trung Bộ, như Bình Dương, Bình Phước. Và những cái tỉnh đó hiện nay là cái nhu cầu vay của các người dân cũng còn rất nhiều. Tôi đánh giá rằng cũng còn rất nhiều cái tiềm năng có thể chúng tôi tiếp cận được, và chúng tôi đưa các cái loại hình tài dịch vụ tài chính đến với người dân và doanh nghiệp tại địa phương này. Với những cái hộ cá thể nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ mà họ gặp vấn đề về chứng minh cái hiệu quả dự án hoặc là chứng minh khả năng trả lãi vay, thì mình cái cách tiếp cận của mình như thế nào với những doanh nghiệp nhỏ như thế? Thực ra thì đối với các cái loại hình doanh nghiệp nhỏ thì phải nói rằng là các doanh nghiệp của chúng ta cũng chưa tiếp cận đến một cái mức là chuẩn hóa các cái báo cáo tài chính. Chính xác. Và cái chuẩn hóa trong vấn đề hạch toán và vấn đề thông tin. Tuy nhiên là chúng tôi cũng có những cái giải pháp đi kèm, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt xây dựng, quản lý tài chính, cũng như hoạch định một cái gói giải pháp về tài chính cho doanh nghiệp của họ, tư vấn miễn phí cho họ để làm sao vừa đảm bảo được cái khả năng quản lý cái dòng vốn vay của ngân hàng đến với doanh nghiệp, và cũng giúp cho doanh nghiệp từ từ tiếp cận được với
một cái hệ thống báo cáo tài chính, kiểm soát tài chính và quản lý doanh nghiệp cách hiện đại và phù hợp với cái tình hình phát triển hiện nay. Được biết thì mới đây thì Ngân hàng Nam Á cũng đã nhận cái chứng nhận là ISO EC 27001-2005 về cái hệ thống quản lý an toàn thông tin ISMS. Thì cái điều đó cho thấy là cái việc ở đây người khách hàng, những người gửi tiền vào ngân hàng rất là quan tâm cái việc là thông tin của họ được bảo mật và được an toàn trong các giao dịch. Thì cái việc nhận được chứng nhận này sẽ cho thấy Ngân hàng Nam Á sẽ có những cái cam kết như thế nào đối với việc bảo mật thông tin cho khách hàng để họ yên tâm hơn. Về vấn đề bảo mật thông tin thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm là hiện nay đúng là cái trong cái hoạt động tài chính hiện nay thì cái việc tiếp cận thông tin, quản lý thông tin và xử lý thông tin là một việc rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng hiểu rằng các cái khách hàng cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp, là họ quan tâm hàng đầu đó là an toàn và quản lý thông tin của họ. Thì chúng tôi đã có những cái bước đi và cái việc đầu tư cũng như là định hướng đến một cái hệ thống an toàn thông tin và quản lý thông tin đối với khách hàng của chúng tôi một cách tuyệt mật, phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng vẫn phải đáp ứng được cái nhu cầu mà doanh nghiệp ở đây đặt ra. Thì chúng tôi có được nhận được cái chứng nhận chất lượng về quản lý thông tin đó là một trong những cái mà chúng tôi có thể nói rằng là bước đi khá thành công trong vấn đề quản lý thông tin. Có thể nói rằng là đây là một cái tiền đề mà chúng tôi có thể phát triển các cái loại hình thanh toán online và các cái dịch vụ internet banking và mobile banking trong thời gian tới, giúp cho các doanh nghiệp và các chủ của doanh nghiệp có thể tiếp cận đến các cái ngân hàng hiện đại một cách nhanh chóng nhất nhưng mà vẫn an toàn. Và họ có thể tin tưởng được rằng các cái giao dịch của họ là được hoàn toàn là được bảo mật và được an toàn trên hệ thống của ngân hàng chúng tôi. Cụ thể để được chứng nhận này thì anh sẽ phải làm thế nào để ứng dụng những cái sản phẩm công nghệ thông tin trong ngân hàng hiện nay? Để ứng dụng thì thực ra chúng tôi đã thực hiện và đã được giấy chứng nhận, tức là xác nhận được cái hệ thống quản lý, một cái quy trình và một cái hệ thống quản lý để đảm bảo an toàn và thông tin cũng như là an toàn về thanh toán, về xác nhận giao dịch đối với các cái khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Thì chúng tôi cũng phải thúc đẩy thêm một giai đoạn thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái ứng dụng về vấn đề bảo mật này để đưa các cái loại hình thanh toán online và đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt dựa trên nền công nghệ thông tin hiện nay, nó có thể là mobile banking và cũng có thể sắp tới là cái những loại SMS hoặc là dùng các cái công nghệ đối với thẻ tín dụng thì dùng cái EMV để có thể bảo mật an toàn hơn trong vấn đề quản lý thông tin và xử lý thông tin. Cảm ơn rất nhiều và chúng ta sẽ quay trở lại sau phút giải lao. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Trần Ngọc Tâm, là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Nam Á. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với phần tiếp theo với những nội dung liên quan đến chủ đề tài chính cá nhân. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình này trên trang web đồng tiền thông minh fpnc.com hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh.